Chào các bạn nha. Thì hôm nay Cựu Khuyết sẽ giới thiệu với các bạn một trong những cái nước giúp các bạn thanh lọc cơ thể trong những ngày Tết, đó chính là món trà gạo lứt. Trà gạo lứt sau khi mà các bạn nấu xong thì nó sẽ có cái mùi thơm dễ chịu, ai cũng thể uống được hết, người lớn uống cũng được mà con nít uống cũng được luôn. Đây bây giờ mình sẽ rót ra cho các bạn xem ha, trà gạo lứt. Cái màu trà nó sẽ có cái màu đỏ đỏ rất là đẹp như thế này. Thơm phức luôn ha các bạn ha. Thì vào những dịp Tết như thế này các bạn sẽ ăn nhiều đồ nóng nè, dầu mỡ rồi rượu bia nữa. Thì mình khuyên là các bạn nên nấu trà gạo lứt ha, để mình dùng trong những cái ngày Tết thì nó sẽ giúp cho các bạn thanh lọc cơ thể, có một cái sức khỏe tốt hơn. Thì trong cái video này Cựu Khuyết sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách nấu trà gạo lứt tại nhà. Mình sơ chế làm sao, mình nấu làm sao để cho trà gạo lứt mình nấu ra nó thơm, nó ngon ha các bạn ha. Rồi và bây giờ để thực hiện cái món trà gạo lứt này á thì rất là đơn giản các bạn ha. Các bạn chỉ cần mua cho mình là một cái túi gạo lứt như thế này. Cái gạo lứt này thì mình có thể là mua ở trong siêu thị hoặc là trong những cái chỗ mà người ta bán gạo á, đôi khi người ta cũng có bán ha. Tại vì cái gạo lứt này nó khá là mắc so với cái gạo thông thường ăn nên là có chỗ bán chỗ không. Nhưng mà hầu như là siêu thị nào cũng có bán ha các bạn ha. Siêu thị của Việt Nam mình cũng có, mà siêu thị của Hàn Quốc hay Nhật Bản gì thường là cũng có bán cái gạo này. Đây nè, gạo lứt đỏ nè. Thì một lần mình dùng á thì nó khoảng là 2 chén này, mình sẽ nấu khoảng 2 lít nước. Thì cái trà gạo lứt này mình uống nó thay giống như là cái nước lọc bình thường ha các bạn. Và thường khi mà nấu trà gạo lứt á các bạn là mình chỉ nấu gạo lứt với lại nước thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn uống không quen á thì mình có thể là cho thêm một chút xíu đường phèn ha, để cho nó có vị hơi ngọt ngọt, mình dễ uống hơn ha các bạn ha. Mình dùng đường phèn chứ đừng dùng đường cát ha, đường phèn nó tốt cho sức khỏe hơn. Rồi bây giờ mình cho gạo lứt ra cái mẹt ha. Các bạn sẽ nhặt những cái hạt gạo kiểu như nó bị hư á các bạn. Nó một số hạt gạo nó bị hư thì mình nhặt nó mình bỏ đi. Nè ví dụ như những cái hạt nào mà nó còn nguyên cái trấu nè, mình nhặt bỏ đi ha. Nè các bạn nhặt sạch như thế này thì chút nữa mình rang lên mình uống sẽ thơm hơn. Thì để rửa cái gạo lứt á thì các bạn cứ cho nó vào một cái rây á, rồi mình xả nước như thế này ha. Thì cái phần bụi nó sẽ trôi đi hết. Đừng có xả lâu quá nha các bạn nha. Ha các bạn xả nước sơ sơ như thế này thôi, các bạn đừng có rửa nó lâu quá. Rửa lâu quá cái hạt gạo nó sẽ nở ra, chút nữa mình rang rất là khó. Rồi cái gạo sau khi mà rửa xong rồi mình cho nó vào cái mẹt này ha, mình chuẩn bị đem đi phơi nắng. Các bạn phải phơi cho nó khô thì mình mới rang được. Nha các bạn trải đều cái gạo ra. Các bạn kiếm chỗ nào mà nắng các bạn phơi khoảng 30 phút cho mình nha, thì gạo nó sẽ khô lại. Rồi cái gạo sau khi mà mình đã phơi cho nó khô rồi đó thì bây giờ mình rang ha các bạn ha. Rang thì các bạn rang với lửa nhỏ thôi. Thì về cái cách mà nấu cái gạo lứt này nó có hai cách. Một là các bạn rang khô, mình có thể là bỏ trong cái hũ thủy tinh hoặc là một cái hộp thiết gì đó. Rồi ví dụ như khi nào mà uống thì các bạn chế nước sôi vào, giống như là các bạn pha trà vậy đó. Các bạn cho cái gạo lứt này vào cái chỗ mà các bạn đựng trà đó ha, là mình chế nước sôi vào thì mình có thể là nấu như là trà mình uống. Cái thứ hai nữa, các bạn muốn uống mà thay cho nước lọc á thì mình sẽ cho cái gạo rang vào trong một cái ấm ha. Rồi các bạn nấu. Thì các bạn nấu khoảng khi mà nước nó sôi lên khoảng 15 phút á thì các bạn sẽ chế cái phần nước đó ra, các bạn để riêng cho nó nguội. Rồi các bạn cho nó vào trong tủ lạnh thì mình uống nó như là nước lọc bình thường ha các bạn ha. Cái trà gạo lứt này nè, nếu như mà các bạn uống tốt á thì mình không có nên là cho đường ha các bạn ha. Nhưng mà ví dụ như mình uống không có quen á thì có thể là cho thêm một chút xíu đường phèn vào để tạo cái vị ngọt. Nhiều người thì họ lại muốn cái trà gạo lứt á nó có cái mùi thơm thì họ cho thêm vài cái hoa hồng khô, vài cái nụ hoa hồng khô hoặc là vài cái nụ hoa lài. Thì như vậy thì cái trà gạo lứt của mình nó sẽ thơm, nó dễ uống hơn. Những cái nụ hoa đó thì các bạn có thể là tới những cái cửa hàng bán dụng cụ và nguyên liệu làm bánh á, thì người ta có bán những cái nụ hoa đó, người ta sấy sẵn rồi ha, mua về cái mình bỏ vào. Ví dụ như mỗi lần mình uống mình cho khoảng 2 bông 3 bông thôi là nó rất là thơm. Rồi cái gạo này mình rang được khoảng 10 phút ha các bạn ha. Mình rang với lửa nhỏ thôi để cho hạt gạo mình nó khô nó cứng rồi mình mới đem đi pha trà. Các bạn đừng có rang đến khi nào mà nó nở bung ra ha. Nở bung ra thì các bạn uống các bạn sẽ thấy là nó hơi có cái mùi như là cháo vậy. Nếu như các bạn nấu sữa thì mình sẽ rang tới nữa để cho nó nở bung ra. Còn nếu mà các bạn uống trà thì mình không có rang cho nó nở bung ra ha, mình chỉ rang cho nó khô nó cứng thôi. Đó thì mình uống trà nó mới thơm. Cái mục đích mà rang cái gạo lứt này lên chỉ để cho tạo ra cái mùi thơm thôi. Còn khi mà các bạn có rang hay không thì các bạn nấu thì nó vẫn ra trà. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn pha trà ha. Rồi bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình một cái ấm ha. Bây giờ mình sẽ cho cái phần gạo rang vào. Rồi các bạn cho nước vào ha. Mình sẽ cho là 1,5 lít.
Tại vì cái phần gạo còn lại một chút nữa thì mình còn làm cái phần cái cách thứ hai nữa cho các bạn xem ha. Rồi bây giờ các bạn đậy nắp lại và mình bật lên bếp, các bạn nấu cho nó sôi lên ha. Các bạn nấu khoảng 15 phút nha. Rồi và đây là cách thứ hai. Thì bây giờ các bạn bắt lên cho mình một cái ấm nước, một cái nồi nước cho nó sôi ha. Sôi thiệt sôi luôn. Thì mình nấu cũng như là nấu trà ha các bạn ha. Nha, các bạn cũng đừng cho đầy quá, tại vì một chút nữa gạo nó nở ra đó thì nó còn đầy lên nữa. Mình cho như đây là vừa rồi. Nó khoảng 4/5 chiều cao của cái túi lọc inox nè ha. Rồi khi cái nồi nước của chúng ta nó sôi rồi thì các bạn cũng cho vào trong cái ấm này ha. Cho vào trong cái bình này. À, các bạn đậy lại và các bạn chờ khoảng 15 phút ha, cho nó ra trà rồi mình có thể là uống được nha. Rồi cái trà gạo lứt sau khi mà các bạn nấu sôi rồi á, thì bây giờ mình sẽ cho nó qua cái đây này ha. Các bạn đừng nấu sôi lâu quá nha. Ví dụ như mình nấu nó khoảng 15 phút là 15 phút, đừng nấu lâu hơn. Tại vì lâu hơn thì cái gạo nó nở ra, mình nghe cái mùi nó không có thơm. Các bạn nấu là mùi rất là thơm luôn các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ chờ cho cái trà gạo lứt này nó nguội, rồi có thể là cho nó vào trong chai nước suối các bạn uống, bỏ trong tủ lạnh á, mình uống là lạnh rất là ngon, nó thơm. Còn nếu như mà các bạn uống không quen thì các bạn có thể là cho vào đây khoảng 1 thìa đến 2 thìa cà phê đường phèn ha, để cho nó có cái vị ngon hơn ha. Vậy là đã hoàn thành xong cái món trà gạo lứt mà hôm nay Cựu Khách muốn giới thiệu với các bạn. Thì nếu như mà Tết mà các bạn uống nhiều rượu bia, ăn nhiều đồ nóng, đồ dầu mỡ thì mình nghĩ rằng các bạn nên nấu một cái bình trà gạo lứt như thế này. Mình uống hàng ngày thì nó vừa giúp thanh lọc cơ thể mà nó vừa tốt cho sức khỏe nữa. Người lớn uống cũng được mà con nít uống cũng được luôn. Ok, thì qua cái video này Cựu Khách đã giới thiệu với các bạn một cái món trà giúp các bạn thanh lọc cơ thể trong những ngày Tết, đó chính là trà gạo lứt. Hy vọng các bạn sẽ thích món trà này nha. Nếu như mà các bạn thích thì các bạn nhớ bấm like và bấm đăng ký channel để ủng hộ mình ra những cái video mới hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.